5 cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu bị khởi tố về tội đánh bạc. Cụ thể, 5 cầu thủ của câu lạc bộ này gồm NSH, sinh năm 1994, trú tại tỉnh Đồng Tháp, vị trí thủ môn, LBGH, sinh năm 2002, trú tại tỉnh Thanh Hóa, vị trí tiền vệ, PVP, sinh năm 2004, trú tại tỉnh Hải Dương, vị trí tiền đạo, NQH, sinh năm 2004, trú tại tỉnh Đồng Nai, vị trí tiền vệ và TKA sinh năm 2004, trú tại tỉnh Bến Tre, vị trí tiền vệ bị khởi tố về hành vi đánh bạc, theo Điều 321, Bộ Luật Hình Sự. Các quyết định này đã được Viện Kiểm soát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Năm đối tượng trên là cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong trận đấu giữa câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu và câu lạc bộ SHB Đà Nẵng thuộc khuôn khổ Cúp Sao Vàng, diễn ra ngày 24 tháng 12 năm 2023, tại sân vận động Bà Rịa, năm đối tượng trên đã bàn bạc thống nhất đá dưới sức. Sau đó, các đối tượng này đặt cược cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng thắng trên các website cá độ bóng đá. Kết quả trận đấu, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng thắng câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu với tỷ số 3-1. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ. Những năm qua, câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu cũng gây chú ý khi cầu thủ đội bóng này tính chuyện kiện câu lạc bộ vì nợ nần. Năm ngoái, câu lạc bộ cũng đối diện khó khăn suýt nữa không thể thi đấu hết mùa giải hạng nhất. Tiếp nhận thông tin từ phía cơ quan chức năng, về sai phạm của một nhóm cầu thủ trong việc thi đấu tại giải bóng đá hạng nhất quốc gia mùa 23/24, ban lãnh đạo câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu quyết định xử lý nghiêm bằng các hình thức chấm dứt hợp đồng lao động với các cá nhân sai phạm theo quy định. Câu lạc bộ Hà Nội gia hạn hợp đồng với hậu vệ Lê Văn Xuân. Lê Văn Xuân là nhân tố trụ cột của U23 Việt Nam trong hành trình giành tấm huy chương vàng SEA Games 31 trên sân nhà. Sau đó Hậu vệ Sinh năm 1999 dính chấn thương trong trận bán kết với Malaysia và sau đó phải đeo nặng lên nhận huy chương vàng ở trận chung kết. Sau khi đoàn văn hậu chuyển đến công an Hà Nội, Lê Văn Xuân được kỳ vọng sẽ thay thế người bạn của mình để đảm nhận vai trò hậu vệ trái của câu lạc bộ Hà Nội. Tuy nhiên chấn thương đã khiến cho quá trình phát triển của Lê Văn Xuân bị ảnh hưởng rất nhiều. Mới đây, hậu vệ Sinh năm 1999 đã chính thức đặt bút ký gia hạn với câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đến khi mùa giải 2027-2028 kết thúc. Tính đến nay, Lê Văn Xuân đã thi đấu tổng cộng 54 trận đấu và sở hữu một pha lập công cho đội bóng áo tím sau năm mùa giải gắn bó. Chia sẻ về quyết định gia hạn hợp đồng, Lê Văn Xuân cho biết, tôi không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ về việc tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Kể từ khi tới đây, tôi học hỏi, hoàn thiện bản thân rất nhiều. Đội bóng cũng cho tôi rất nhiều vinh quang, danh hiệu tập thể. Tôi hy vọng cá nhân tôi có thể đóng góp nhiều nhất cho tập thể. Vì vô địch quốc nội là, con đường ngắn nhất để chúng tôi có thể tiếp tục tham dự đấu trường châu Á danh giá. AFC Champions League là trải nghiệm tuyệt vời và tôi muốn cùng đội bóng tham dự giải đấu này, nhiều hơn nữa. Xuất phát điểm là học viên khóa 2 của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF, mùa giải 2018 hậu vệ Lê Văn Xuân, bắt đầu thuộc biên chế của đội bóng thủ đô theo thuận hợp tác giữa hai đơn vị. Ngay sau đó, cầu thủ sinh năm 1999 được thử sức và trau dồi kinh nghiệm tại câu lạc bộ Hà Tĩnh, trong hai mùa giải góp công đưa đội bóng lần đầu tiên tham dự đấu trường danh giá nhất V-League 2020. Nhìn thấy màn trình diễn vô cùng ấn tượng của Lê Văn Xuân, ban huấn luyện câu lạc bộ Hà Nội đã gọi trở về và bổ sung Lê Văn Xuân vào thành phần đăng ký bắt đầu từ mùa giải 2020. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành mang hai trò cũ tới Hoàng Anh Gia Lai. Theo tiết lộ, gần như chắc chắn huấn luyện viên Vũ Tiến Thành sẽ bổ sung cho câu lạc bộ Lợp Banh Hoàng Anh Gia Lai hai học trò cũ tại câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của đội bóng phố núi ở giai đoạn lượt về V-League 2023-2024, bao gồm thủ môn Việt Kiều Patrick Lê Giang và hậu vệ Sầm Ngọc Đức. Cả hai đều là những cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Can và thi đấu cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh theo dạng cho mượn. Patrick Lê Giang đang có phong độ tốt trong màu áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Với sự xuất sắc của thủ môn Việt Kiều, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ để thua 6 bàn, thành tích tốt nhất V-League ở thời điểm này. Theo chiều ngược lại, thủ môn lại đang là điểm yếu của lợp banh Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải này, khi mà trước đó huấn luyện viên Kiati sắc thường xuyên xoay tua cả ba thủ môn, điều mà hiếm đội bóng nào trên thế giới làm. Với sự bổ sung mang tên Patrick Le Giang, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành sẽ cảm thấy tự tin hơn trong những trận đấu còn lại của mùa giải. Trường hợp của Sầm Ngọc Đức, anh là một tiền vệ trụ giàu kinh nghiệm của V-League thời điểm này. Ngoài ra, cựu cầu thủ Hà Nội FC còn có thể chơi tốt khi đá ở vị trí hậu vệ biên trước khi gia nhập câu lạc bộ Can và rồi thi đấu cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh theo dạng cho mượn, Sầm Ngọc Đức từng có nhiều năm thi đấu cho Hà Nội FC. Ở một diễn biến khác, nếu chia tay Patrick Lê Giang, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiều khả năng sẽ mượn thủ môn Huỳnh Tuấn Linh từ Maryland Quy Nhơn Bình Định. Huỳnh Tuấn Linh hiện thuộc biên chế đội bóng đất võ, nhưng chưa thi đấu trận nào do đăng ký muộn trước thềm V-League 2023 trên 2024. Tuy vậy, ngay cả khi có tên trong đội hình chính thức thì Huỳnh Tuấn Linh cũng khó có thể cạnh tranh một vị trí trong khung gỗ với Đặng Văn Lâm. Hàng loạt cầu thủ dính án treo giò ở vòng 9 V-League 2023-2024. Căn cứ tổng hợp kết quả các vòng đấu vừa qua của giải bóng đá vô địch quốc gia Night World V-League 2023 24 và quyết định kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ban tổ chức giải đã ra thông báo về danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu và quan chức nghỉ làm nhiệm vụ tại trận đấu vòng 9 sau Tết Nguyên đán cụ thể sẽ có 9 cầu phải làm khán giả ở vòng 9. Đó là Trần Văn Công Thép Xanh Nam Định, Nguyễn Đức Chiến TC Việt Teo, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Ngọc Thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Lê Hữu Phước, Hoàng Anh Gia Lai, Rafael Sắc Xét Sông Lam Nghệ An, Lê Văn Xuân, Câu Lạc Bộ Hà Nội, Phi An Hoze Akino Junio, Công An Hà Nội và Nguyễn Thanh Thảo Bình Dương. Trong số này có 6 cầu thủ bị treo giỏ sau khi đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Trường hợp của Lê Hữu Phước và Phi Ho là do bị thẻ đỏ còn Nguyễn Thanh Thảo là do dính án phạt của VFF vì đánh nguội đối thủ. Tại vòng 9 V-League sắp tới, cũng có một số quan chức của các đội bóng phải nghỉ làm nhiệm vụ, bao gồm Bùi Võ Viết Tuấn, Phó trưởng đoàn câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định và Trần Tiến Đại, giám đốc kỹ thuật câu lạc bộ Can. Cả hai phải nghỉ làm nhiệm vụ theo các quyết định kỷ luật số 682 và 714 được VFF đưa ra. Theo lịch thi đấu, Mùa giải V-League 2023 trên 2024 sẽ đánh dấu sự trở lại sau 2 tháng tạm nghỉ bằng cuộc đọ sức giữa Bình Dương và Quảng Nam trên sân Gò Đậu vào lúc 18 giờ tối ngày thứ bảy 17 tháng 2. Diễn ra cùng ngày còn có các cặp đấu thể công, Việt Teo và Khánh Hòa, Hải Phòng Thép Xanh Nam Định. Trong khi 4 cặp đấu còn lại ở vòng 9 sẽ diễn ra vào chiều tối ngày Chủ Nhật, 18 tháng 2. Đoàn Văn Hậu bắn tin vui tới huấn luyện viên Philip Chosier. Theo thông tin mới nhất, hậu vệ đoàn văn hậu đang tập hồi phục chấn thương viêm điểm bám gân gót chân phải tại trung tâm đào tạo trẻ PVF Hưng Yên. Cho tới thời điểm này, nhìn chung tình trạng chấn thương của cầu thủ người Thái Bình đang phục hồi khá tốt. Và đó cũng là lý do giúp anh tỏ ra lạc quan về cơ hội ra sân thi đấu cho câu lạc bộ công an Hà Nội ngay trong giai đoạn sắp tới. Trong một chia sẻ gần đây với giới truyền thông, đoàn văn hậu cho hay, tình trạng chấn thương của tôi đang hồi phục tốt. Tôi hy vọng trong giai đoạn 2, tôi sẽ có thể quay trở lại để thi đấu cùng câu lạc bộ công an Hà Nội. Tôi hy vọng có thể giúp đội bóng đạt được thành tích tốt ở mùa giải năm nay. Bên cạnh đó, cầu thủ sinh năm 1999 cũng tranh thủ bắn, tín hiệu tới huấn luyện viên Josie, tôi rất hy vọng sẽ kịp bình phục và được lên đội tuyển Việt Nam để thi đấu ở vòng loại World Cup 2026 sắp tới. Chia sẻ của Văn Hậu rõ ràng đã mang đến những tín hiệu đầy tích cực cho đội tuyển Việt Nam, nói chung và huấn luyện viên Josie nói riêng. Trước đó cầu thủ đầy tài năng này đã dính chấn thương điểm bám gót chân và phải ngồi ngoài từ tháng 9 năm ngoái. Ban đầu Văn Hậu dự kiến phải làm phẫu thuật. Nhưng sau đó các bác sĩ đã kết luận là anh không cần lên bàn mổ, mà chỉ cần điều trị và tiến hành tập hồi phục. Theo dự đoán, nếu sớm bình phục thì đoàn Văn Hậu có thể sẽ thi đấu trở lại cho câu lạc bộ công an Hà Nội từ vòng 12 V-League 2023 trên 24 trong tháng 3. Đồng thời hậu vệ cánh sinh năm 1999 còn có cơ hội trở lại đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026, trong hai trận đấu liên tiếp với Indonesia